Hey, no, my friend. Chúng ta lại tiếp tục với bài từ hôm qua. Hôm nay thì chúng ta sẽ vẽ một bức tranh với màu xanh lá cây này, tranh chủ tượng nha, vẽ cánh đồng. Sẽ đem chút màu vàng điểm nhấn. Và màu sáng dương này đi. Sẽ lấy màu xanh lá cây và màu xanh dương. Chờ. Tranh chiều tượng nhưng mà chủ đề nó về đồng quê cảnh bên những cánh đồng, thì phần sau mình sẽ tỉa cho nó đầy chi tiết hơn. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.